Xin chào các bạn, mình là Phượng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video về quản lý thời gian. Cách đây mấy hôm thì mình đã chia sẻ với các bạn về ma trận quản lý thời gian để chúng ta có thể xác định những việc quan trọng, không quan trọng, khẩn cấp và không khẩn cấp. Thì ma trận quản lý thời gian là một công cụ hữu ích cho chúng ta để chúng ta có thể áp dụng một cách rất là khoa học và hiệu quả. Tuy nhiên nó cũng khó để áp dụng đó các bạn. Cho nên là đối với những bạn nào mà không quen với ma trận quản lý thời gian thì các bạn có thể gặp khó khăn một chút. Nhưng hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số kinh nghiệm về việc quản lý thời gian mà nó có thể đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo sau đây nhé. 5 bước quản lý thời gian thì 5 bước quản lý thời gian ở đây nó rất là dễ để mà tất cả chúng ta đều áp dụng ha. Thì bước số 1 đó là các bạn hãy xác định những việc cần làm. Khi xác định xong á thì các bạn hãy viết ra giấy nha các bạn. Hãy viết ra giấy ở trên sổ tay, trên sticky note hoặc là trên điện thoại hoặc là trên máy tính ở to-do list. Thì các bạn hãy viết ra để chúng ta sẽ được nhắc nhở về những cái việc cần phải thực hiện trong ngày, trong tuần, trong tháng vân vân. Thì các bạn hãy cố gắng viết ra càng nhiều càng tốt và càng cụ thể càng tốt ha. Rồi bước số 2 đó là các bạn hãy ưu tiên việc cần làm. Đó là chúng ta hãy chọn những cái việc quan trọng để mà làm. Thì khi mà chúng ta ưu tiên việc quan trọng á, thì nếu mà các bạn không có bị sao nhãng về những cái việc nào mà nó linh tinh đó, những cái việc linh tinh hay là những việc không quan trọng có thể làm thì chúng ta mất hết năng lượng hoặc là không còn tâm trí để mà thực hiện tốt những cái việc quan trọng hơn. Cho nên các bạn hãy ưu tiên điều quan trọng nha các bạn. Rồi bước số 3 đó là các bạn hãy kiên định với mục tiêu của mình. Nếu các bạn kiên định với mục tiêu thì cái danh sách của các bạn nó sẽ được hoàn thành, nó sẽ được hoàn thành nhiều hơn và chúng ta sẽ cảm thấy là cái mục tiêu của chúng ta được thực hiện như ý muốn của chúng ta. Nếu chúng ta không kiên định thì nói chung là cái công việc nó sẽ bị bỏ dở nửa chừng. Thì các bạn hãy cố gắng kiên định với mục tiêu của mình nha, đó là bước số 3. Còn bước số 4 là gì? Đó là chúng ta hãy rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân mình. Thì mình biết rằng là khi mà chúng ta xung quanh có rất là nhiều cám dỗ như là điện thoại di động này, TV hay là những cái chương trình giải trí vân vân, thì cái điều đó nó làm chúng ta mất rất là nhiều thời gian ở trong ngày. Một người một ngày cũng chỉ có 24 giờ thôi. Nếu mà chúng ta không kiên định thì cái thời gian của chúng ta sẽ bị sử dụng cho những cái việc không cần thiết và những cái việc rất là tốn thời gian như là lướt web hay là chơi game hoặc là ngủ nướng vân vân. Những cái việc đó nó làm cho chúng ta không có thực hiện được những cái điều quan trọng mà chúng ta đã dự định. Cho nên nếu mà các bạn rèn luyện được cái tính kỷ luật thì những cái dự định của các bạn nó sẽ được thực hiện một cách hiệu quả. Bước số 5 đó chính là các bạn hãy biết nói không khi cần thiết. Các bạn hãy nhớ một điều là chúng ta có thể làm bất cứ việc gì nhưng mà chúng ta không thể làm tất cả mọi việc. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta có 24 giờ trong ngày, chúng ta hãy sử dụng nó một cách hiệu quả và chúng ta hãy sử dụng nó để thực hiện những cái điều mà cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nếu những cái việc nào mà nó không quan trọng như là cái cuộc gọi quảng cáo hơn, các bạn hãy cố gắng từ chối càng nhanh càng tốt. Ví dụ như bạn đang cần làm một cái việc gấp mà một người đồng nghiệp chẳng hạn đến nhờ bạn xem qua một cái nội dung mà nó khẩn cấp đối với người đó, nhưng mà thực sự người đó có thể hỏi người khác. Cho nên là nếu mà bạn đang có thời gian rảnh rỗi thì bạn có thể giúp đỡ. Còn nếu mà các bạn đang cần để mà tập trung vào cái công việc của mình cho nó xong, mà nhiều khi á, khi mà bạn đang làm như vậy, các bạn xem cái một cái báo cáo như vậy, thì cái chuyện đó mặc dù nó ít thời gian nhưng mà nó làm cho bạn rất là sao nhãng. Rồi sau đó khi mà bạn quay lại công việc chính của mình á, bạn sẽ cảm thấy là nói chung là mình phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên nếu trong những cái tình huống đó thì bạn có thể nói rằng là việc này mình có thể xem vào lúc khác được hay không, hoặc là bạn có thể hẹn vào chẳng hạn như 2-3 tiếng sau hoặc là hôm sau, hoặc là có thể nói người đó đi tìm sự giúp đỡ từ người khác đó. Mình có thể có nhiều cách để mà từ chối nếu mà mình không sẵn sàng hoặc là mình không có sắp xếp được. Thì các bạn hãy cố gắng thực hiện cái nguyên tắc số 5 này nha, đó là nói không khi cần thiết. Thì bây giờ mình sẽ ghi lại tất cả những cái bước cơ bản sau đây. Số 1 đó là chúng ta hãy viết ra những công việc cần làm. Số 2, chúng ta hãy ưu tiên điều quan trọng. Số 3 đó là chúng
chúng ta hãy kiên định mục tiêu, và số 4 là chúng ta cố gắng rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân mình, và số 5 là chúng ta nói không khi cần thiết. Đó là một cái sự rất là dũng cảm đó các bạn. Rồi thì mình cũng rất là mong là các bạn có thể áp dụng được 5 cái bước quản lý thời gian rất đơn giản và hiệu quả này. Chúc cho các bạn thành công. Nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy subscribe kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ ra video mới hàng tuần và mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn. Xin chúc các bạn thành công.